Vậy chúng ta hiểu thế nào về cái hồi heuristic nào? Hãy tưởng tượng rằng có một cái tai nạn nho nhỏ công nghiệp và chúng ta cố gắng để hiểu xem là cái ảnh hưởng của cái vụ nổ hóa chất là làm sao. Chúng ta có 11 bệnh nhân, cái cả ba tất cả họ đều bị phơi nhiễm bởi hóa chất này trong nhiều giờ. Vậy thì một số trong họ thì có một số cái ảo tưởng. Xin tầm ảo tưởng nhé, ảo giác thì phải, đúng nhầm ảo giác. Xin tầm đó, đây là có triệu chứng đó. Một số người có chưa triệu chứng, một số người có triệu chứng, một số người thì không. Thì chúng ta sẽ diễn đạt một cái bằng như này, chụp EAX là giờ diễn giờ hơi nhiễm bị nhiễm vào, còn y là liệu họ có bị triệu chứng hay không. Không là ở đây, một ở đây phơi nhiễm đến 6 tiên thì có hiện ra, còn từ một không muốn đến không bị. Thì cái thời gian ở đây không biết là cái khoảng thời gian nào người ta bắt đầu hiện chuyện triệu chứng này. Nói nhìn đây là khoảng 4 tiếng là có chuyện không, 4 tiếng. Thì chúng ta sẽ nhanh chóng chuyển cái tự nhân không có triệu chứng sang có triệu chứng. Ở trong hình 63 chúng ta một cái mẫu dữ liệu với cả cái đường dự báo là đến đây, đây là tên này. Thì nếu chúng ta nhìn một cái gọi là QCT phân tích gì nhỉ? QCT là gì? QCT là những hình lướt qua. Nhưng chỉ lướt qua thôi, chúng ta thấy rằng gần như không có phần trăm khả năng người bệnh nhân bị expose hiện ra, hiện ra cái gọi là cái triệu chứng trong khoảng 4 giờ. Sau đó mới sau giờ mới hiện ra triệu chứng gì đó. Nhưng có 100% xác suất rằng là có lớn hơn 4 giờ bị. Giữa những hai nhóm này, chúng ta sẽ có thể nghe rất nhảy kết luận rằng là cái triệu chứng hiện ra thì tối thiểu 4 giờ, hiện ra 4 giờ. Tất nhiên là không có gì rõ ràng trong thế giới này cả. Nhưng thêm một số dữ liệu nữa thì thấy rằng là cái khoảng ở giữa sẽ thay đổi. Đây, thêm một nhân vào thì một nhân nữa đầu tư 1 hoặc 2 giờ bây giờ kéo dài đây, còn những cái này thì kéo dài, nhưng không có thì kéo dài đây. Cách này chỉ rằng là xác suất bệnh nhân hiện triệu chứng thì tăng theo giờ, và chúng ta sẽ cố gắng biểu diễn cách này bằng một đường hàm logic thì hoặc kiểu hình chữ S ấy, thì ta sẽ một cái đoạn như này, cái đường nó biến đổi ra sẽ bị ép chứ không vào một. Bởi vì cái điểm mà trùng lớn này á ở giữa luôn, ở giữa này thì không có một cái ép cắt nào rõ ràng khi cái bệnh nhân hiện ra triệu chứng hoặc là chuyển từ 100% từ không nhảy phát lên 9% cả. Cái ví dụ này biểu diễn một cái gọi là cách hàm cái hồi heuristic, tạo ra một đường cong để mô tả xác suất về cái triệu chứng dương tính của bệnh nhân thông qua một cái biến không cái biến độc lập gọi là biến giờ. Biến giờ là độc lập với cả cái triệu chứng của bệnh nhân. Chúng ta có thể thay đổi cái xét lại cái hồi quy logic để không chỉ dự báo cái khả năng cho cái biến đầu vào mà cũng thêm cái ngưỡng để dự báo liệu cái kết quả đó thuộc cái nhóm nào. Ví dụ như chúng ta có một bệnh nhân mới và tôi thấy rằng họ đã gọi là expo, tức là hiện có biểu hiện và sau 6 tiếng thì tao sẽ dự đoán rằng 70% là họ sẽ hiện ra cả họ đã học có phơi nhiễm trong 6 tiếng thì khả năng họ hiện ra cái triệu chứng như trong hình 6.5. Khoảng này. Phơi nhiễm 6 tiếng thì đây. 4 tiếng thì bị rồi. Thế thì chúng ta đơn giản là phân biệt là người
Để xếp cái như thế này và cái nhóm là sẽ hiện ra triệu chứng bệnh. Nếu mà khoảng giữa này, nếu mà 6 tiếng phơi nhiễm trên 5 tiếng là nó hiện này.